Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 3, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tính đến hết tháng 2, trên địa bàn có 87 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 855 tỷ đồng, giảm 19% về lượng nhưng gấp 2,4 lần về vốn so với cùng kỳ. Sau 5 năm thực hiện, phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với nhiều chương trình, hành động, mô hình trong bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn minh. Một cô gái Nhật dùng tiếng đàn piano để giúp những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế xua tan mệt mỏi, lo lắng và có sự thư giãn nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong điều trị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự trưa nay là những tin tức kinh tế. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 2, trên địa bàn có 87 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 855 tỷ đồng, giảm 19% về lượng nhưng gấp 2,4 lần về vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, số doanh nghiệp hoạt động trở lại 97 doanh nghiệp, giảm 10 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 335 doanh nghiệp, tăng 105 doanh nghiệp, giải thể tự nguyện 16 doanh nghiệp, giảm 11 doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã cấp phép cho 4 dự án cấp mới trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn thu hút đầu tư là 645 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho 2 dự án với vốn tăng thêm 90,8 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư, tạo môi trường thân thiện, thuận lợi đối với doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi đến giao tiếp, thực hiện các thủ tục về phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tỉnh chủ động sẵn sàng trong công tác kêu gọi thu hút đầu tư. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, ước đến cuối tháng 2 năm 2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 70.500 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 0,3%. Tính đến 31 tháng 1 năm 2024, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn ở mức 1.230 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế, năm 2024, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng đã về mức thấp là cơ sở quan trọng để giảm lãi suất cho vay, hạ chi phí vốn nền kinh tế, thúc đẩy các thị trường khác phát triển. Còn theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng giảm lãi suất huy động vẫn là chủ yếu. Các ngân hàng đang từng bước đưa lãi suất về kỳ hạn hợp lý, theo đường cong lãi suất. Việc giảm lãi suất là điều kiện giúp nền kinh tế phục hồi, đặc biệt là kênh đầu tư bất động sản. Về xu hướng lãi suất, các giới chuyên gia cho rằng lãi suất thấp có thể tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm nay. Để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.001 tỷ đồng, bằng 17% dự toán và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.860 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán và tăng 2,4%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 140 tỷ đồng. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu chi ngân sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2024. Phần đầu thu ngân sách nhà nước năm 2024 phải tăng hơn 12% số thực hiện năm 2023. Khoảng 12.800 tỷ đồng. Theo đó, tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở. Rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ, hướng dẫn thủ tục cho các dự án đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kêu gọi đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Ưu tiên các dự án trọng điểm trong danh mục dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024, xây dựng phương án về giá để tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời để kêu gọi dự án đầu tư.
Qua 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đang ghi nhận tín hiệu lạc quan trở lại khi kim ngạch xuất khẩu đạt 1,37 triệu đô la Mỹ, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu tiếp tục là những thị trường nhập khẩu lớn thủy sản của Việt Nam. Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, cá ngừ đều có sự bứt phá đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là động lực quan trọng cho sự phục hồi của ngành thủy sản trong năm nay. Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương công bố mới đây cho thấy thương mại điện tử Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Dự báo doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến B2C doanh nghiệp tới người tiêu dùng của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024, có thể đạt 650.000 tỷ đồng. Trong đó, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam có thể đạt hơn 310.000 tỷ đồng vào năm 2024, tăng trưởng 35% so với năm 2023. Google, Temasek, Bain & Company đánh giá Việt Nam là quốc gia nằm trong top có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến. Chuyển sang những tin tức khác, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương ra soát, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác tại các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế và 2 làn xe không có giải phân cách cứng, không có làn dừng khẩn cấp. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo mở rộng nâng cấp các tuyến cao tốc đã phân kỳ đầu tư, yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương ra soát, gửi báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay có 5 cao tốc phân kỳ 2 làn xe sẽ được ưu tiên hoàn chỉnh trước, sau đó sẽ nâng cấp hoàn thiện với các tuyến 4 làn hạn chế. Như với tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ đã báo cáo được cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Do đó sẽ phần đầu khởi công mở rộng vào cuối năm 2024 và sẽ hoàn thành vào năm 2025-2026. Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Trong đó 0,28 đến 0,73 triệu tấn bị thải ra biển, nhưng chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở doanh nghiệp. Vấn đề này đang là một bài toán khó đối với môi trường sống hiện nay. Trong những năm qua, tiêu thụ nhựa ở Việt Nam liên tục tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm. Một phần lượng rác thải nhựa này, nhựa có giá trị, đang được thu gom, tái chế ở các làng nghề trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn lượng lớn rác thải nhựa khó tái chế, giá trị thấp như bao bì, túi ni lông, nhựa sử dụng một lần, đổ ra bãi rác, chôn lấp hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Để hạn chế xả rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, giải pháp căn cơ nhất đó là thay đổi hành vi và ứng xử của cả cộng đồng và doanh nghiệp đối với sản phẩm nhựa và rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, được phát động vào năm 2019, sau 5 năm thực hiện, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh trên địa bàn đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với nhiều chương trình hành động, mô hình trong bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn minh. Tiếp tục những thành quả đạt được, năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng Ngày Chủ nhật Xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng hình ảnh và điểm đến Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Vào ngày Chủ nhật mỗi tuần, người dân lại vui vẻ tham gia trồng hoa, dọn rác, giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Hoạt động này dường như đã đi vào hành động nếp sống của mọi người, góp phần đảm bảo cho môi trường cảnh quan thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp và không còn rác thải. Tại phường Hương Sơ, những khu vực công viên và cả khu dân cư mới, người dân rất tích cực tham gia thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để mang đến một không gian sống thực sự tốt hơn cho mình và cộng đồng. Chúng tôi mà ở các cái khu vực, các tổ cũng vận động bà con cùng tham gia ngày hội Chủ nhật Xanh, dọn dẹp đường xá nơi mình sinh sống sạch sẽ và gọn gàng để cho cái cuộc sống của chúng ta ngày một như vậy là có cái như vậy tươi đẹp hơn. Tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế, như đã trở thành thói quen, vào ngày Chủ nhật hàng tuần, những hội viên hội phụ nữ của các tổ dân phố cùng nhau thực hiện tổng vệ sinh, làm sạch rác thải ở các tuyến đường trong khu dân cư đô thị. Ngoài thực hiện tổng dọn vệ sinh, các chị em phụ nữ cũng như những người dân trong khu vực thực hiện các hoạt động đổi rác lấy quà tặng, thu gom những phế thải để gây quỹ hoạt động hữu ích tại địa phương. Với những việc làm đó, ngày Chủ nhật xanh ở địa phương thêm có nhiều ý nghĩa hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Khi nào là có vệ sinh môi trường là mình cũng đều tham gia quét dọn và gom những cái phế liệu, một phần thì để làm quỹ cho thanh niên phụ nữ, phần là làm đẹp xóm làng.
mình thấy cái phong trào này là rất là nên làm, vì làm cho thành phố Huế mình càng ngày càng xanh sạch đẹp thì cuộc sống người dân sẽ càng tốt đẹp hơn. Hiện nay những con đường ở Huế đã sạch và đẹp hơn nhiều so với trước kia. Không chỉ sạch đẹp trong mắt du khách mà còn sạch đẹp với ngay chính người dân xứ Huế. Do đó, càng ngày càng có thêm nhiều người dân phấn khởi tự nguyện tham gia vào ngày Chủ nhật xanh để hy vọng hành động được lan tỏa đến nhiều người dân hơn nữa. Tại phường Vĩnh Ninh, hưởng ngày Chủ nhật xanh bằng nhiều cách khác nhau như thành lập mô hình phụ nữ may túi, pano và túi xách macrame từ pano cũ và vải cũ. Các sản phẩm được bán hoặc tặng với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thay thế túi ni lông và giảm nhựa trong hoạt động mua sắm. Hoạt động mà các cái tổ đám dây cũng như bán nô thì các chị đã có những cái sáng tạo làm những cái túi để đựng các cái ly mang đi, tạo những cái hiệu ứng rất là hiệu quả trong việc lồng ghép các cái hoạt động của nghệ thuật vào ứng dụng trong các cái hoạt động tuyên truyền giảm rác thải nhựa của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng từ những cái mô hình này thì chúng ta sẽ nhân rộng được khắp và các chị cũng sẽ cùng hưởng ứng với chúng tôi. Thì cũng mong muốn rằng cái hoạt động này sẽ được lan tỏa một cách mạnh mẽ trên toàn địa bàn thành phố. Khởi động từ năm 2019, sau 5 năm triển khai, đến nay phong trào ngày Chủ nhật xanh đã trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp, được triển khai đồng bộ và đều đặn từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó góp phần thay đổi bề mặt của đô thị, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng sạch đẹp. Từ phong trào này, tỉnh cũng lan tỏa và nhân rộng nhiều mô hình hay và thiết thực mang lại hiệu quả cao. Có thể kể đến một số mô hình như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trật tự trị an, Huế thành phố bốn mùa hoa, tuyến đường kiểu mẫu, dòng hương trong xanh. Đối với việc thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh gắn với chống rác thải nhựa và phong trào nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã ký cam kết tham gia thực hiện một cách nghiêm túc. Hiện nay trên địa bàn của thành phố cũng như là các huyện cũng đang triển khai rất nhiều các cái hoạt động, đặc biệt là tại các cái khu chợ, siêu thị, có các cái chương trình cũng như là đổi rác lấy quà, triển khai các cái chương trình phân loại rác tại nguồn ở trên địa bàn của thành phố để làm thế nào để phong trào đi vào thực chất hơn. Trên bước đường xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phong trào ngày Chủ nhật xanh thực sự có ý nghĩa thiết thực và mang lại những ảnh hưởng tích cực về một môi trường xanh, sạch, sáng. Kết quả của việc thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh đã góp phần quan trọng mang lại cho nhân dân trên địa bàn một môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch hơn. Do đó, việc duy trì phong trào ngày Chủ nhật xanh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 4 môn thi, gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Trước thay đổi này, nhiều cơ sở giáo dục đại học cho biết sẽ có phương án để điều chỉnh công tác tuyển sinh đại học kể từ năm 2025. Giảm dần sự phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không phải là xu hướng mới. Nhưng mùa tuyển sinh gần đây, các trường đã áp dụng nhiều phương án tuyển sinh. Trong đó, xu hướng các kỳ thi riêng đang được nhiều trường lựa chọn bởi những tiện lợi của kỳ thi này như tổ chức nhiều lần, không cần chờ đợi đến kết thúc năm học mới có thể tổ chức xét tuyển. Dù rằng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước thời gian Bộ quy định. Sáng nay, Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp tổ chức ngày hội Hành trình trải nghiệm ước mơ Open Day năm 2024 và hội nghị công tác tuyển sinh định hướng phân luồng học sinh trung học cơ sở. Tại ngày hội, Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút sự tham gia của gần 1.000 học sinh, đại diện ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm khối 9 của 7 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại đây, cả học sinh và giáo viên được nghe báo cáo chuyên đề, định hướng đúng, tiến bước tự tin, giúp học sinh có những hướng đi và lựa chọn đúng đắn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Cùng với đó là hoạt động tư vấn, giới thiệu đặc điểm của các ngành nghề, chuyên ngành đào tạo tại trường, yêu cầu của ngành nghề khi ra trường và các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, tham quan và trải nghiệm nghề nghiệp tại các phòng thực hành của trường. Trong dịp này, nhà trường tổ chức hội nghị công tác tuyển sinh và định hướng phân luồng với sự tham gia của đại diện các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ban giám hiệu của 23 trường trung học cơ sở trên địa bàn.
Tại đây, các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và ký kết thỏa thuận nhằm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở và đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành du lịch, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác trong công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu. Trong đó đã chú ý, nghị định này đã quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Nghị định 24 đã cụ thể hóa các quy định đã được luật giao, chính phủ quy định chi tiết như xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, mua sắm xanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nghị định 24 đã quy định rõ các gói thầu được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách, cấp cứu người bệnh, phục vụ phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo các bệnh viện có thể mua ngay được thuốc để phục vụ công tác mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện nơi chẳng ai muốn phải đến, đó là nơi đủ cung bậc cảm xúc khi có người đối mặt với làn sóng sinh tử, có người lo lắng khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm. Trong không khí ấy, một cô gái Nhật đã dùng tiếng đàn piano để giúp những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế xua tan mệt mỏi, lo lắng và có sự thư giãn nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong việc điều trị bệnh. Cứ mỗi lần đưa người thân đi khám bệnh, chị Bảo Trâm đến từ thành phố Đà Nẵng lại ghé tiền sảnh Bệnh viện Quốc tế để lắng nghe những giai điệu du dương từ chiếc đàn dương cầm. Với giai điệu, âm nhạc vui tươi lạc quan đã lan tỏa, khơi dậy không khí tràn đầy năng lượng dành cho người nhà cũng như bệnh nhân đang điều trị tại đây. Tới đây thì mình có một chút lo lắng, nhưng khi mình nghe những cái bản nhạc em thấy nó thư thái hơn, mình cảm thấy bình an, rồi nó cảm thấy nói chung là thư giãn cho mình rất là nhiều. Ông bị bệnh tim mạch, không biết tại sao lại mua thuốc uống. Nghe chỗ đời thì ông nghe nhạc cho vui nữa, làm cho mọi người là thoải mái hơn, người ta khuây khỏa đi bệnh tật vậy thôi. Vì món nhạc, âm nhạc là một ăn tinh thần quá. Tiếng đàn dương cầm được chơi từ chị Aya Muranushi, hiện đang làm việc tại phòng chăm sóc khách hàng thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài công việc tiếp đón, bấm số và hướng dẫn bệnh nhân, thì Aya Muranushi dùng tài năng âm nhạc của bản thân để phục vụ cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Tôi tên là Muranushi Aya, tôi là người Nhật. Tôi gắn bó với công việc gần nay gần 5 năm. Hằng ngày tôi đến đây để hướng dẫn bệnh nhân và đánh đàn piano phục vụ bệnh nhân. Những tiếng đàn của tôi mong muốn giúp bệnh nhân thư giãn khi điều trị và khám bệnh tại đây. Tôi rất thích công việc này và muốn gắn bó lâu dài ở đây. Mỗi khi có bệnh nhân yêu cầu thì Aya không ngần ngại đàn và hát tặng bệnh nhân. Khi bệnh nhân thích thú nghe những bản nhạc của chị thì đó cũng là động lực giúp chị theo đuổi công việc đam mê này. Em đánh đàn nhạc ngoài nhất. Đấy là nhạc ngoài, nhạc cổ điển, về nhạc thì là nhạc tình công sơn. Khi bệnh nhân thích thú nghe những bản nhạc của tôi thì đó là động lực để tôi tiếp tục với công việc đam mê này. Tiếng dương cầm và những điều tử tế tại bệnh viện này đã mang những con người đến gần với nhau hơn, cảm thông và sẻ chia, giúp nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. Chiều qua tại nhà thi đấu huyện Quảng Điền đã khai mạc giải cầu lông các câu lạc bộ Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà lần thứ 2. Giải diễn ra trong 2 ngày từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 3 với sự tham gia của 148 tay vợt đến từ các đội cầu lông của 3 đơn vị Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Giải được chia thành 6 nội dung: đôi nam nữ, đôi nữ, đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam từ 35 đến 44 tuổi, đôi nam từ 45 đến 54 tuổi và đôi nam trên 55 tuổi.
Giải cầu lông Hương Phong Quảng lần thứ hai là dịp để các vận động viên cầu lông trên địa bàn ba huyện giao lưu học hỏi, gắn chặt tinh thần đoàn kết, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao phát triển mạnh hơn nữa. Hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Vĩ Dạ, Thủy Vân, Xuân Phú, An Đông và Phú Hội phối hợp tổ chức ngày hội phụ nữ với thể thao và ra mắt câu lạc bộ phụ nữ rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó nội dung chính là giao lưu thể thao giữa hội viên phụ nữ của năm phường với bộ môn bóng đá, kèo co, chuyền bóng, đập bóng băng gối và nhảy dân vũ. Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của các cấp hội chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chuỗi hoạt động đã thu hút được sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Huế thời đại mới. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Vĩ Dạ, Thủy Vân, Xuân Phú, An Đông và Phú Hội cùng ra mắt câu lạc bộ phụ nữ rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe nhằm tạo sân chơi để các chị em có động lực tham gia các hoạt động thể thao để có sức khỏe tốt hơn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây có lúc hưởng nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.